Chào mọi người, thì nhập học rồi, thì team mình một tuần chỉ rảnh có một ngày chủ nhật để tập trung ở đây quay phim thôi. Em nào? Vụ gì tại? Hợp nhau thế như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Thôi, ngưng đi. Mới tổ chức cuộc thi hát, hát dở, bị anti-fan vô coi clip xong chửi nát thay luôn, chưa tự ái nữa hả? Chứ đang rảnh mà anh, tụi em hát chơi cho vui á, chứ quay phim lại ốp lên mạng đâu. Rồi hôm nay em làm trò gì đem dù theo nữa? Dạo này người ta điệu lắm anh ơi, sợ đen, xấu. Thành ra ngày nào cũng đem dù theo để che nắng vậy nè. Trời ơi, cái dù này đâu phải che nắng, che mưa không đâu anh. Nó còn là một vật dụng giúp cho những tín đồ thời trang như em vậy nè, trở nên nổi bật giữa đám đông đó. Cái dù này che nắng. Cầm giùm anh đi em. Trời, cái quần mới hồng tối quá anh ơi. Mẹ vô quán lẹ anh coi đi bên ngoài. Thôi, cần cái dù này làm em nổi bật. 12 giờ trưa em mặc cái quần này đứng ngoài nắng nguyên tỉnh Đồng Tháp này em nổi bật nhất rồi đó. Cái dù này đẹp thiệt á, nhưng mà phong cách ăn mặc của anh có vấn đề nha. Cái dù này thì thời trang nè, nhưng mà cái cách ăn mặc của em là không có hợp với nó. Không hợp hả? Dễ mà. Đây, cho anh luôn, em đi mua cái mới. Ôi. Em mua, vì em không xài, phí tiền chứ em. Anh Vinh, em thấy mấy bạn comment trên kênh anh nói là thời tiết dạo này dễ mưa lắm, yêu cầu team mình tổ chức một thi vẽ ô nè. Ô là dù á ha. Dạ. Mấy đứa có dù không? Dạ không. Có mà anh không có dù anh ơi. Vũ Thanh chạy vô kho lấy hai cái dù ra cho anh đi em. Dạ. Thì nhìn chung á, mấy cái clip vẽ trên kênh của mình từ trước tới nay là có rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì đây là cái clip vẽ dù đầu tiên nha các bạn. Dù nè anh Vinh ơi. Cái gì đây? Cái cây dù này á là cây dù để che nắng che mưa cái máy quay phim của anh. Mày đem cây này ra đây để làm cái gì? Lấy cái cây bự bự á. Dạ. Rồi thì hai cây dù của mình cộng với một cây dù này của Tiểu Hùng nữa, tổng cộng là ba cây nha các cây dù bự nè anh ơi. Đúng. Rồi ba cây chia làm ba đội đi. Đội. Ôi, cái áo của mày á, cái màu giống cái bụng của tao là rung động lắm mày. Rồi cái dù nào? Này, cái nào? Rồi nhóm này cây nào em ơi? Cái này đây. Rồi cây còn lại của nhóm này. Bưng bàn ra. Bưng bàn. Có 2 tiếng đồng hồ để vẽ dù nha. Dạ. Phần thưởng cho đội vẽ dù đẹp nhất là 2 kẹo. Dạ. Hai người có ý tưởng gì để vẽ cho cây dù chị vậy? Cho nữa, mới đây sao có ý tưởng được em. Mình phải ngồi suy nghĩ một chút xíu mới có được chứ. Mình phải kiếm cái hình gì thiệt là đặc biệt, vẽ lên cây dù cho nó ấn tượng. Động vật thì mình vẽ nhiều rồi, bữa nào mình vẽ trái cây đi cho nó nổi bật. Hợp lý á. Nhưng mà cây dù này nó hình tròn, chị phải kiếm cái trái gì hình tròn vẽ lên nó mới hợp nha. Trái cây hình tròn thì có trái cam, trái chanh, trái quýt, trái bưởi. Chị thấy trái nào được? Sao mấy cái loại trái cây con cá toàn là đồ chua không vậy Dương? Thôi chọn trái cây khác đi. Mà trái nào cũng không chịu hết vậy. Mấy cái loại trái cây thôi, đó. Thôi đừng có căng thẳng. Mỗi người ăn một cục kẹo đi cho nó thoải mái rồi mình suy nghĩ tiếp nè. Ủa? Lúc nào trong người cũng có đồ ăn vậy đại? Bởi vậy mới có kẹo cho chị với con Dương ăn đó. Ê, hình trái dưa hấu này cũng đẹp quá nè. Hay mình lấy hình này làm ý tưởng để vẽ cái dù đi. Được đó. Nhưng mà cái dù của mình màu đen, ruột dưa hấu thì màu đỏ. Sơn trái mà. Để em đi sơn cái dù cho. Chị với con Dương coi pha màu của vỏ trái dưa hấu đi nha. Ok, sao lo cha. Chặt ở đây đủ xa để xịt rồi đó. Rồi bung cái dù ra cái nè. Ok. Mà cái dù nó nằm xuống vậy sao xịt được ta? Phải kiếm cái gì dựng đứng lên mới dễ xịt chứ. À, có cục gạch ở đây rồi. Đây, cục gạch xuống đây. Xong rồi đốt cây này vô. Đó, vậy là dễ xịt hơn rồi. Ok. Xịt luôn. Để tao coi cây dù trong suốt này giờ mình vẽ cái gì lên đây. Mới vô là em thấy anh hay ẩu rồi đó. Đi coi. Cái dù nó thanh lịch gì thì cũng phải kiếm hình ảnh nào đó trôi nhẹ nhàng vẽ lên thì nó mới hợp. Cái gì nhẹ nhàng giờ ta? Gió nè, lá cây, mây xanh nữa, núi non nữa. Núi non nhẹ quá ha. Vậy thì nước, bầu trời nè, hoa lá nữa. Mới nói gì? Hoa lá. Đó, hoa. Vẽ lên mấy chục hoa cho tao. Vẽ lên. Đồ kia mình vẽ đi. Vẽ lên tường, lên xe, lên áo, lên viên đá, lên ghế đá,
Rồi bây giờ qua vẽ tới cây dù luôn rồi. Ghét rồi, mốt tao vẽ lên mặt luôn quá. Vẽ lên mặt mình làm 2 clip rồi đó. À quên, vẽ lên mặt 2 clip rồi đó các bạn. Ghét rồi, bây giờ cái gì tụi mình cũng vẽ lên gỏi cho á. Đừng nói nữa, lo dù trước nè. Tự nhiên kêu vẽ à, biết vẽ gì lên đây. À, biết rồi nè. Cái dù này hình tròn phải không? Thì mình phải kiếm những cái vật gì hình tròn mình vẽ lên. Ví dụ như là trái banh, quả địa cầu, hình bát quái. Ơi, hình bát quái được nè anh Ngao, mình vẽ hình bát quái đi. Thôi, hai anh mà vẽ cái đó là tim mình hãng bét liền. Không vẽ mấy hình đó thì mày tính vẽ hình nào? Em có cái hình này nè, mà không biết hai anh vẽ được hay không thôi. Ê, em nói vậy là khinh thường hai đứa anh rồi. Hồi lúc anh bằng tuổi của mày á là đã cống hiến cho cái trường đó hàng trăm tác phẩm nghệ thuật rồi đó. Thôi đi ông cô nội ơi, đừng tự quỷ nữa. À Tiền, đừng có ý gì, nói lớn đi anh nghe nè. Anh biết avatar kênh của anh Vinh không? Biết. Bây giờ mình vẽ avatar kênh của anh lên là lấy được lòng của anh liền. Đây là cái avatar của kênh Tony TV đó bạn. Cái avatar này anh Vinh kiếm ở đâu ra mà dễ thương dữ ta. Avatar kênh Tony TV với team Tony là anh Vinh tự thiết kế tự vẽ luôn á. Hí, đã vậy vậy mai mốt mình sẽ nhờ anh Vinh thiết kế một cái avatar cho kênh nhá TV của mình nha các bạn. Kênh Tony Vlog của ông không có thời gian nếu mà làm avatar ở đó mà làm cho anh. Thôi Thanh, em tới Google đi, đặt tham lát mấy anh em mình để dụ nè. Rồi anh, em mở bào cho. Cam đây. Alo, con nghe nè ngoại ơi. Dạ, con đang đi quay clip bên nhà anh Vinh nè. Hả? Đi shopping? Giờ này con nắng chang chang mà đi đâu ngoại? Dạ. Dạ không biết rồi. Thôi hai đứa làm đi nha, anh đi về nhà. Ủa, dạ. Về anh Ngao. Không giấu gì các bạn chứ, từ khi mà bà ngoại mình chơi TikTok, gặp mấy bà chị bán hàng online chả á, là cứ cách vài ngày là đi shopping một lần hả. Thôi làm đi. Anh làm được không? Một mình anh cân hết. Vẽ anh vậy biết nào xong trời. Ủa, anh vẽ cái bông gì đâu mà cái cánh này bự, cánh kia nhỏ gì kỳ vậy? Mình đâu phải họa sĩ đâu, mà vẽ điệu, vẽ đẹp đúng không các bạn? Đúng không Quang? Trời ơi, mày vẽ gì đẹp dữ vậy? Nếu năng lực mình yếu thì phải dùng tới cái này. Thì ra nó vẽ bằng tao. Trời ơi, ta đi kỹ vô đây, nghĩa là phải dùng tới cái đầu đó. Là sao? Anh cứ giải thích luôn đi. Bây giờ tao hỏi tụi bay nè, bông hoa có mấy cánh? 5 cánh. Cái đế chai này có mấy cánh? 5 cánh luôn. Vậy có phải bây giờ mà dùng cái đế chai này chấm vô màu một cái, sau đó đóng vô đây, có ra 5 chấm rồi nè, thấy không? Tiếp theo là dùng cọ chấm ở giữa một cái, túa ra vài đường, mày đợi tao xíu. Nè, có phải là ra một bông hoa 5 cánh đều do không? Hay quá, hay quá, hay quá. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Làm đi bay. Mà không gì vậy Thảo? Chưa, để chị múc thêm miếng nữa mới được. Dạ rồi. Gì đấy? Em sơn xong cái dù rồi nè. Tiếp theo mình làm gì nữa? Vẽ chứ làm gì em. Đưa đây chị vẽ cái vỏ. Ok. Để em vẽ tiếp cho. Thôi đưa đây em cầm cho chị ơi. Okay. Rồi. Được rồi đó. Đã vững chắc vô coi làm gì rung chứ hả? Ok chạy. Mình sẽ lấy màu xanh này để tô phần vỏ ngoài. Một xíu nữa sẽ lấy màu vàng tô phần bên trong cái vỏ. Chị Thảo lo bên kia đi nha. Em tô bên này á. Tô cho kỹ nha mày, coi chừng dính cái quần tao đó. Yên tâm đi, không có dính đâu. Nhiệm vụ của mình bây giờ là chỉ cần dính cái dù cho hai người này tô nha các bạn. Chứ không dính khó tô lắm. Chừng nào tô xong nhớ kêu em xay cái dù cho dễ làm mới chạy. Biết rồi, dương bên kia lần xong chưa? Gần xong rồi chị Thảo ơi. Rồi. Rồi xay dù đi đại. Ok chạy, được chưa? Được rồi. Coi chừng lên nghe dương. Em biết rồi. Rồi xay dù đi đại. Rồi xay đây. Nhất thêm miếng nữa đây ơi. Ok. Rồi. Được chưa? Được rồi đó. Ok đó. Làm nhanh lên bé ơi, sắp xong rồi. Rồi. Ra ngoài coi hước coi. Mùa xinh sang có hoa anh đào. Chứ tao sớm giờ nè. Chụp tao dạt nó hình nên quen nhất sư. Đây, đó, để tao. Đây, để tao dán cái nha. Rồi chụp đi. Chụp chưa? Rồi. Gì nhanh vậy? Mày cứ chụp cho tao 100 tấm hình đi. Để từng sao tới Facebook. Ủa?
Bây giờ chụp xong rồi, sao không đăng liền không đi? Mày để từng sao dữ vậy? Trời ơi, nhỏ này ra mà không biết gì hết trơn á. Người ta chụp 100 tấm hình, còn phải về chọn lọc lại 1-2 tấm, rồi chỉnh sửa cái tuần lễ nữa. Thôi, bỏ đi rồi, vô chụp cho tao với Phương nè. Mày đau không? Quá. Từ từ nha. Rồi. Đó, chụp nè. Chụp đi. Chưa? Ôi, mặt này nọng quá mày ơi. Ủa vậy sao? Để tao chụp góc này là hết nọng liền. Đó, làm coi. Đó, nghe, chụp nha. Rồi, tôi luôn. Được chưa? Rồi, cười lên, mặt xuống rồi. Thôi, chụp nè. Rồi, tới Phương. Phương à. Ừ. Canh cho chuẩn nha mày. Trời ơi, cái đầu nó to quá mày ơi. Rồi giờ sao? Bắt ghế đi. Ok, mày đợi tôi tí. Nhanh lên nha Hùng ơi. Rồi, rồi. Rồi, nè. Rồi, chụp đi đẹp nha. Rước cao lên. Rồi, tôi lên. Rồi. Rồi. Ê, mà khoan bê ơi. Tao thấy mấy cái bông trên cây vụ mình nó còn thưa quá nè. Hay là giờ mình vô vẽ thêm vài cái nó đi. Sẵn thêm mấy cái lá cho nó đẹp. Ok, đi nè, đẩy ghế vô. Lên nè. Đẩy màu ra Phương ơi. Dạ. Hồng Hồng đi ai nước đi mày. Ok. Đây. Rồi sao, quá đẹp. Đào đi em coi Hương ơi. Ủa, chị vẽ dưa hấu gì mà không có cái hạt nào trên đây hết trơn vậy Hảo? Hồi đó giờ chị ăn dưa hấu nhả hạt không à, cho nên khỏi vẽ. Ủa kỳ vậy? Mẹ chị nói, mình ăn dưa hấu mà nuốt hạt bị đau bao tử, đau ruột thừa, phải đi mổ đó. Thiệt hả? Đúng rồi. Tin ghê, hồi đó giờ em nuốt hơn mấy trăm hạt dưa hấu rồi đó. Trời đất ơi, hôm bữa mẹ em cũng nói y chang như mẹ chị vậy đó. Là mình sợ quá trời luôn, tối đó ngủ không được. Trời nên mới lên mạng tìm hiểu thì mới biết là khi mà mình lỡ nó hạt dưa hấu, hạt ổi hay mấy loại hạt khác á, thì qua ngày hôm sau nó thải ra phân hết à. Chị yên tâm đi. Rồi vậy hả? Vậy lấy màu đen ra nè. Okay. Vậy hạt. Rồi vậy đi chị Hảo ơi. Ok. Anh vẽ cẩn thận nha, con mắt là cửa sổ tâm hồn đó. Biết rồi. Đây, để anh vẽ chân mày nè. Dạ. Sao mày? Mày với đẹp quá à. Các bạn thấy clip này hay, hãy nhấn vào đăng ký, like chuông để ủng hộ bọn mình nha. Rồi, dưới đây nè. Chào mọi người, hơn 3 tiếng đồng hồ luôn rồi. Bây giờ đội nào mà chưa vẽ xong là cho rớt luôn. Anh dưới đây. Cái đội nào xong đầu tiên? Bận cây đó, dù bông hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, cái gì lem luốc dữ thần vậy em? Cái dù này nhìn cái bông nè các bạn, có cái thì nó vẽ, có cái nó chưa có tô cái nhị bông nữa, trừ một điểm. Cái thứ hai là cái lá em vẽ quẹt quẹt màu xanh mà em không vẽ cái gân lá gì trơn vậy, trừ một điểm nữa. À, tiếp theo, trời ơi cái màu gì đâu mà nó văng tứ lung tung hết trơn nè, trừ một điểm nữa là 7 điểm. Tám điểm. Này nè, đồ dưa hấu. Trời dưa hấu á, nhìn là biết trái dưa hấu rồi. À, đỉnh không? Quá đẹp. Sao tao thấy không đẹp vậy chứ anh? Đúng rồi nè. Dưa hấu tỉ mỉ nè. Tám điểm mà, tám điểm mà. Tám điểm cũng được rồi, cảm ơn anh Trinh ơi. Avatar kênh Tony TV. Em cũng như các bạn đăng ký kênh cho anh nữa nè. Subscribe. Like. Các bạn nhớ bấm like clip mình nha, sẵn bật thông báo luôn. Đúng rồi. Nội mà thấy vẽ anh thôi là anh thấy có cảm tình rồi. À, để coi cây. Chín điểm. Tính ra là đội này hạng nhất luôn nè. Dạ. Hạng gì đâu? Hai luôn ơi. Mỗi hai đội bằng điểm nhau luôn ha. Dạ. Rồi, đội hạng nhất mỗi thành viên anh sẽ tặng cho 2 thùng sữa con. Dạ. À, hai cái đội thua nè, mỗi bạn anh sẽ tặng cho 1 thùng sữa. Dạ. Đưa ra ngoài trước lấy sữa đây. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông đồng hồ mình. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Vô lẽ đi. Ai không vậy? Là con chó nằm ngủ dưới gốc cây dừa. Nhưng mà ở trong hình á là con chó đang ngủ, với lại dễ thương nữa. Trong khi ngoài đời con chó bẹt rê đang thức. Mình nghe mình nữa kìa. Giờ tính sao mày? Biết là quá hạt ở trên đọc dừa đó.
Mà dưới gốc cây có con chó kìa, rồi sao lấy? Mày còn nhớ cái đợt lấy quá hạch ở chuồng của con Buôn Đệ không? Nhớ, lúc đó Ngọc còn dùng cớ điệu hổ ly sơn nữa mà. Vẫn là kế hoạch cũ, mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi các bạn. Đây.